mến, chúng ta lại gặp nhau trong tiết học tiếp theo của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của tác giả Nguyễn Trãi, tiết 61. Ở tiết học trước, các em đã nắm được kiến thức của phần 1, đó là phần luận đề chính nghĩa. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em khai triển này ở phần thứ 2, đó là phần vạch rõ tội ác của giặc Minh. Các em theo dõi sách giáo khoa trang số 17. Ở phần thứ hai này, tác giả Nguyễn Trãi đã tập trung tố cáo những tội ác của giặc Minh. Cụ thể là tội ác thứ nhất, tác giả đã vạch trần âm mưu xâm lược của giặc Minh, thể hiện qua những câu thơ đầu của đoạn thứ hai. Vừa rồi nhân họ Hồ chính sử phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận, quân cuồng Minh đã thừa cơ gây hòa, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh. Ở đây tác giả đã nhấn mạnh những cụm từ nhân họ Hồ và thừa cơ gây hòa. Có thể nói, âm mưu thôn tính nước ta của giặc Minh đã có từ lâu rồi. Bọn chúng đã giả dối dương cờ nhân nghĩa, nhưng thực chất là cướp nước ta. Như vậy, tội ác thứ nhất về cái âm mưu xâm lược đã được vạch trần. Tiếp theo, đứng trên cái lập trường dân tộc, đứng trên cái lập trường nhân nghĩa, tác giả tiếp tục tố cáo chủ trương cai trị thâm độc và gây ra những tội ác tày trời của giặc Minh. Ở phần luận điểm thứ hai này, các em theo dõi kỹ các dẫn chứng ở sách giáo khoa, bởi vì mỗi một tội ác kể ra sẽ kèm theo một câu thơ minh họa và yêu cầu các em học thuộc những câu thơ đó để làm dẫn chứng trong quá trình phân tích bài học. Tội ác thứ nhất đó là bóc lột nhân dân ta rất nặng nề, thể hiện qua câu gì? Nặng thuế khóa sạch không đầm núi ở trang 17, và trang số 18 thể hiện qua câu nặng nề những nỗi phu phen. Đấy. Ở đây là chính sách thuế khóa rất nặng nề đối với nhân dân ta. Đấy. Rồi là bắt nhân dân ta phải phu phen tạp dịch. Tội ác tiếp theo đó là diệt sản xuất. Nghề truyền thống của dân tộc ta thể hiện qua câu tan tác cả nghề canh cửi ở sách giáo khoa trang 18. Tiếp theo nữa, đó là hủy hoại cuộc sống con người bằng hành động diệt chủng tàn bạo nhất. Có thể nói trong những tội ác đó, thì hình ảnh ở hai câu này là nổi bật và giàu giá trị biểu cảm nhất. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Các em sẽ thấy, ở đây cách gọi của tác giả là dân đen và con đỏ, chỉ người dân vô tội, những người lao động, và hình ảnh con đỏ tức là nhà vua chân chính yêu dân như con mới đẻ của mình, với cái màu da thịt bị cháy xém, màu máu tươi tuôn trào. Hai hình tượng này nó vừa cụ thể nhưng vừa có sức khái quát rất lớn nhằm tố cáo tội ác cực kỳ dã man của giặc Minh. Tiếp theo, các em chú ý, tác giả đã khắc họa về cái tội ác đó là hủy hoại môi trường sống của con người, thể hiện qua câu tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ ở sách giáo khoa trang 18. Rồi các em quay lại sách giáo khoa trang 17 để thấy được một cái tội ác tiếp theo, đó là chúng sử dụng người dân ta để vơ vét sản vật cho chúng, thể hiện qua hai câu rất là dài: người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng. Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc. Mến, như vậy các em đã vừa kể ra một số tội ác của giặc Minh được tác giả khắc họa trong phần thứ hai. Và cuối cùng, để tổng kết tội ác của giặc Minh,
Tác giả đã sử dụng một hình tượng giàu giá trị gợi tả và gợi cảm nhất, đó là hai câu: độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Ở đây các em chú ý, tác giả đã dùng cái vô cùng của tự nhiên, đó là Trúc ở Nam Sơn và nước ở Đông Hải, để nói về cái vô tận của tội ác mà chúng đã gây ra cho dân tộc ta là quá nhiều và còn quá man rờ nữa. Cho nên những tội ác đó không thể xóa sạch và cũng không thể rửa sạch được. Lời văn ở đây đã đầy gan ruột, rất đanh thép và chứng cứ thuyết phục hùng hồn. Luận điểm thứ hai của phần 2 này, các em còn thấy tác giả Nguyễn Trãi thể hiện một thái độ căm thù đối với Giặc Minh qua những câu rất tiêu biểu. Thứ nhất, tác giả đã xem Giặc Minh là bầy dã thú chứ không phải là con người. Đó là những câu gì nhỉ? Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bẫy, no nê chưa chán, nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Như vậy chúng không phải là những con người nữa mà gì? Sự tàn bạo, sự ghê gớm của chúng đã được tác giả thể hiện qua từ gì? Thằng há miệng, rồi đứa nhe răng. Đấy. Thứ hai, trong thái độ căm thù, đó là cái tác giả lên án tội ác của chúng là trời không thể dung tha và thần và người không bao giờ chấp nhận, thể hiện qua hai câu cuối của phần 2. Lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần dân chịu được. Ở trong phần 2 này, các em chú ý cô về mặt nghệ thuật rất đặc sắc. Nếu như ở phần 1 khi nêu luận đề chính nghĩa, tác giả đã thể hiện với dòng văn hào hùng, bộc lộ niềm tự hào dân tộc, thì sang phần 2 này, khi tố cáo tội ác của Giặc Minh, tác giả đã thể hiện bằng một dòng văn thống thiết, đau đớn, xót xa, nghẹn ngào khi nói về nỗi khổ của nhân dân ta đã phải chịu đựng. Nhưng cái lời lẽ của tác giả khi kết tội kẻ thù là lời lẽ đanh thép, chứng cớ đầy sức thuyết phục, và tất cả lời tố cáo đó như một cái bản tuyên ngôn nhân quyền để bảo vệ con người. Như vậy các em vừa tìm hiểu xong phần thứ nhất và phần thứ hai của nội dung bài Bình Ngô Đại Cáo. Bây giờ tiếp tục các em qua tìm hiểu phần thứ ba, đó là kể lại quá trình chinh phạt gian khổ và tất thắng của cuộc khởi nghĩa. Như cô đã giới thiệu ở phần mở bài thì trong bộ cục 4 phần, phần thứ ba là phần dài nhất của tác phẩm. Nó nằm ở trang số 18, 19, 20 và 21. Các em chuẩn bị sẵn ở sách giáo khoa. Chính vì dài như vậy cho nên cô sẽ chia làm 3 cái đoạn nhỏ để dễ dàng phân tích. Và mỗi đoạn sẽ có một cái luận điểm khái quát như sau. Phần thứ nhất là giai đoạn đầu đầy khó khăn của cuộc khởi nghĩa. Luận điểm thứ hai là những chiến công vang dội của quân và dân ta. Phần thứ ba đó là hình ảnh của kẻ thù thất bại nhục nhã. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu luận điểm thứ nhất của phần 3, đó là giai đoạn đầu đầy khó khăn của cuộc khởi nghĩa. Các em theo dõi sách giáo khoa trang 18. Thì trong cái giai đoạn đầu này, nổi bật đầu tiên đó là tác giả Nguyễn Trãi đã tập trung khắc họa chân dung hình tượng người anh hùng Lê Lợi. Có thể khẳng định vì vua này đã hội tụ đầy đủ những yếu tố của một nhà lãnh tụ vĩ đại. Theo dõi dẫn chứng sách giáo khoa để chúng ta chỉ ra những cái vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật này. Đầu tiên, các em chú ý cô, nguồn gốc xuất thân. Ở đây tác giả đã nêu, ta đây núi Lam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình. Như vậy xuất thân của một vị vua, của một người anh hùng là một ở phía dãy núi Lam Sơn. Vẻ đẹp thứ hai thể hiện trong cách xưng hô rất khiêm nhường của Lê Lợi. Không phải là tôi là trẫm mà tác giả xưng mà vua Lê Lợi đã xưng là gì? Ta, thể hiện qua những câu ta đây núi Lam Sơn giấy nghĩa. Câu thứ hai, từ ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối. Và câu thứ ba, ta gắng chí khắc phục gian nan. Các em tìm
những câu này ở trong sách giáo khoa trang 18, 19 và đánh dấu để học thuộc. Vẻ đẹp thứ ba đó là lòng căm thù giặc sâu sắc. Có thể nói đây là vẻ đẹp nổi bật nhất của nhân vật Lê Lợi ở trong phần 3 của bài cáo. Những câu thơ rất nổi tiếng: ngẫm thù lớn há đồi trời chung, căm giặc nước thế không cùng sống. Các em chú ý là gì? Cụm từ không đồi trời chung rồi thề không cùng sống, đó là một cái lòng căm thù giặc rất là cao, rất là sâu sắc của người anh hùng Lê Lợi. Các em có thể liên hệ với cái nội dung này ở trong nhân vật Trần Quốc Tuấn ở Hịch Tướng Sĩ đã học ở lớp cấp 2. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đó là nét chung trong những người anh hùng dân tộc mà có cái lòng căm thù giặc và tình yêu nước rất là mãnh liệt. Vẻ đẹp tiếp theo ở người anh hùng Lê Lợi đó là có ý chí quyết tâm cao trong việc thực hiện lý tưởng, thể hiện ở những câu đau lòng nhức óc, tức là những cụm từ các em cần chú ý nhấn mạnh cái ý chí quyết tâm của người anh hùng này: đau lòng nhức óc, rồi nếm mật nằm gai, quên ăn vì giận, suy xét đắn đo, những trằn trọc trong cơn mồng mì, chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi, rồi là phần thì dần hung đồ ngang dọc, phần thì lo vấn nước khó khăn. Tức là mỗi cụm từ cô nêu ở đây đều nằm trong cái câu hoàn chỉnh, nhưng cô chỉ ghi những cái từ tiêu biểu để các em khắc sâu và làm dẫn chứng khi học bài. Phẩm chất tiếp theo đó là lý tưởng hoài bão lớn lao, thể hiện qua câu tấm lòng cứu nước vẫn đăm đăm muốn tiến về đông. Tiếp theo nữa đó là vẻ đẹp biết coi trọng nhân tài. Cỗ xe cầu hiền thường chăm chăm còn dành phía tả. Ở vẻ đẹp này thì người anh hùng Lê Lợi bên cạnh cái phẩm chất của mình thì ông còn thể hiện cái yếu tố đó là luôn luôn coi trọng và tìm kiếm người tài ở trong nhân gian, trong đất nước để phục vụ cho mình. Ngoài ra, ông còn rất coi trọng vai trò của nhân dân, thể hiện qua câu nhân dân bốn cõi một nhà, rừng cần trúc ngọn cờ phấp phới ở sách giáo khoa trang 19. Đấy. Và cuối cùng, các em chú ý cô vẻ đẹp là tài trí mưu lược trong các cái chiến thuật đánh giặc, thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. Các em chú ý cho cô, trong giai đoạn đầu của phần 3 này thì sau khi khắc họa những cái vẻ đẹp nổi bật của người anh hùng Lê Lợi, tác giả Nguyễn Trãi tiếp tục thể hiện cái sự tương quan lực lượng giữa ta và kẻ thù. Và rõ ràng trong những dẫn chứng ở sách giáo khoa thì các em sẽ thấy được cái sự chênh lệch rất lớn mà thế yếu thuộc về nghĩa quân Lam Sơn, và có thể nói đây là thử thách khắc nghiệt với con người được trao mệnh lớn, đó là người anh hùng Lê Lợi. Các em sẽ chia vở cho cô làm hai phần để chúng ta so sánh. Trước hết là phía quân ta, cụ thể là nghĩa quân Lam Sơn, với những cái khó khăn chồng chất như sau. Đầu tiên đó là thiếu người tài, mong thể hiện qua câu Tuấn Kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Tiếp theo nữa, đó là sự đánh đuổi gắt gao của giặc Minh trong cái thời kỳ đầu. Thứ ba, đó là nhà vua luôn luôn lo lắng về cái vận nước khó khăn mà hung đồ thì ngang dọc. Và cái khó khăn đó cụ thể là thiếu quân lính và lương thực một cách trầm trọng, thể hiện qua hai câu, khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi Huyền quân không một đội. Sau đó các em sẽ chỉ ra những cái điểm mảnh của giặc Minh mà tác giả cũng viết rất rõ là gì. Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đương mảnh. Và thứ hai là nó không chỉ mảnh, không chỉ đông mà còn gì, hung đồ ngang dọc và gây cho chúng ta rất là nhiều khó khăn. Các em thân mến,
Như vậy các em đã vừa học xong tiết 62 của tác phẩm Đài Cáo Bình Ngô và cô yêu cầu như sau. Thứ nhất, các em học thuộc nội dung phần 2 và nửa đầu của phần 3. Mỗi một nội dung phải kèm với những cái dẫn chứng tiêu biểu mà cô đã yêu cầu các em gạch chân sách giáo khoa trong quá trình phân tích. Thứ hai là sau khi học xong 3 tiết của tác phẩm này là 60, 61, 62 thì cô sẽ giao bài tập cụ thể để chuẩn bị cho các bài kiểm tra 15 phút lần thứ nhất của học kỳ 2. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo, tiết 62 của tác phẩm này. Chúc các em học tập thật tốt.